Sáng ngày 22 tháng 10, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết trên tinh thần thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ra một công thức chung áp dụng hết cho các địa phương. Thay vào đó, có những nội dung cần liên thông sẽ liên thông, nhưng có những cái thuộc địa bàn sẽ do chính quyền địa phương tự quyết. Sau khi thành phố công bố cấp độ dịch, các địa phương sẽ căn cứ vào đó để mở lại các hoạt động. Ví dụ như khu vực này đạt cấp 1 rồi thì sẽ được mở nhiều dịch vụ hơn địa bàn còn ở nguy cơ mức 2, 3. Các hoạt động sinh kế cũng theo đó mà mở cửa. Chỉ thị 18 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định từ ngày 1 tháng 10, nhiều ngành nghề, lĩnh vực được mở cửa hoạt động trở lại trừ quán bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo. Theo chỉ thị này, dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng chỉ được bán hàng mang đi, không được phục vụ tại chỗ. Tuy nhiên, những ngày gần đây một số quán xá trên địa bàn thành phố đã rục rịch đón khách. Mới đây, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố được mở cửa hoạt động bình thường, tức được tổ chức hoạt động bao gồm cả hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ, trừ các loại hình kinh doanh bán bia, rượu. Điều kiện của các cơ sở này hoạt động là đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch của ngành y tế và theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.